Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn tân binh. Thì hôm nay em làm video này để chia sẻ cái tờ thông báo trúng tuyển chính thức đến các tân binh để các tân binh nắm và hiểu được cái tờ thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là như thế nào. Thì sau khi khám xong đợt 2 thì sau tầm 2 tuần thì các bạn sẽ có thông báo trúng tuyển chính thức và ban chỉ huy quân sự địa phương sẽ đem tới tận nhà cho các bạn. Đối với những bạn mà nào mà khám xong đợt 1 và đợt 2 đạt những điểm số đẹp như 1, 2, 3 thì các bạn tương đối đã đậu 90%. Và trong thời gian các bạn khám xong thì các bạn chờ đợi mình nhận giấy báo trúng tuyển. Nhưng trong lúc đó thì chúng ta có thể phỏng đoán được kết quả của mình thông qua những điểm số. Thì những bạn nào điểm 1, điểm 2, điểm 3 thì tương đối đã đậu 80% rồi. Còn nếu các bạn nào muốn chắc chắn hơn thì đợi tầm 2 tuần thì sẽ có thông báo trúng tuyển chính thức gửi đến tận nhà các bạn. Đó là tờ đơn như trên hình ảnh mình đã đưa lên và các bạn tham khảo nhé. Và sau khi khám xong đợt 2 thì nhiều anh em lo lắng là không biết mình đậu hay rớt. Thì hôm nay mình sẽ có một số mẹo để anh em nhận biết mình đậu hay rớt nha. Thì anh em để ý lúc khi đi khám á, anh em phải để ý vào những thang điểm của bác sĩ kê nhé. Nếu anh em nào đạt điểm 1, điểm 2, điểm 3 thì anh em sẽ có khả năng đậu là 90% rồi. Còn nếu anh em nào đạt điểm 4, điểm 5, điểm 6 hay là trong số điểm 1, điểm 2, điểm 3 mà có lọt chọt điểm 4, điểm 5, điểm 6 là anh em có khả năng rớt 50-70% rồi. Vì tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự thì người ta chỉ chọn loại 1, loại 2, loại 3, trừ những trường hợp nào năm đó địa phương thiếu quân thì người ta mới tuyển chọn trong số những anh em loại 4 á, những anh em nào tốt nhất của loại 4 và người ta sẽ chuyển qua để cho đủ quân nha anh em. Chỉ có cách đó và anh em căn cứ vào số điểm mà anh em đạt được điểm 1, điểm 2, điểm 3 thì anh em sẽ tương đối là đi 80-90%. Còn lọt chọt điểm 4, điểm 5, điểm 6 thì anh em còn khả năng xem xét lại nha. Riêng mà những anh em nào đạt điểm 1, điểm 2, điểm 3 mà lọt chọt điểm 4 thì cái khả năng đi của anh em cũng khá cao, vì người ta sẽ xét về năm đó có thiếu quân hay không thì người ta sẽ bắt những anh em loại 4 sang để cho đủ quân. Còn một số anh em thì đạt điểm 1, điểm 3, 1, điểm 2, điểm 3 nhiều nhưng mà lọt chọt điểm 5, điểm 6 thì khả năng đi của anh em cũng không cao, vì nếu thiếu quân thì người ta chỉ tuyển chọn những anh em tốt nhất của loại 4 và người ta bù đắp vào những anh em của loại 1, loại 2, loại 3 cho đủ quân thôi. Còn anh em nào đạt điểm 4, điểm 5, điểm 6 nhiều á thì khả năng của anh em đi không cao. Mình rất lấy làm tiếc cho vấn đề này nha. Mình xin chia buồn với những anh em đạt điểm 5, điểm 6. Và có cách nhận biết thứ hai là chỉ có là cái cách mà nhiều anh em đi trước đã truyền lại, đó là những anh em nào mà sau khi khám xong được 2 á thì đã được đo giày, đo đồ và chụp hình thì cái khả năng đi của anh em đó cũng tương đối là đạt 80% rồi. Mình chỉ có hai cái cách phỏng đoán như vậy thôi. Sau khi khám xong đợt 2 thì anh em chỉ có một cái cách là dựa vào thang điểm và những cái đo giày, đo đồ, đo quần áo thôi, chứ không còn biện pháp nào khác nha anh em. Nhiều anh em chụp cái giấy khám sức khỏe của mình lên á, đưa lên mạng thì cũng để cho những anh em khác vào và tư vấn, thì người ta cũng dựa vào thang điểm 1, điểm 2, điểm 3. Nếu điểm 1, điểm 2, điểm 3 mà răm rắp thì anh em đã đạt rồi, nhưng mà lọt chọt điểm 4 thì anh em khả năng đi của anh em phải được xem xét lại, vì người ta sẽ xem xét những anh em của loại 4. Nếu thiếu quân thì người ta cho vào, cho đi. Còn nếu anh em nào đạt điểm 1, điểm 2, điểm 3 nhưng mà lọt chọt điểm 5, điểm 6 nhiều á thì khả năng đi của anh em không cao, vì người ta sẽ lấy từ những anh em loại 4. Nếu thiếu quân thì người ta lấy những anh em loại 4 người ta đắp vào thôi. Còn cái khả năng lấy những anh em loại 5, loại 6 để đắp vào thì không có nha anh em. Anh em lưu ý điều đó. Và những anh em nào đo giày, đo áo, đo quần gì đó, đo đồ hết rồi á, chụp hình thì anh em đã chính thức được
chính thức, nói chung cũng theo phỏng đoán thì cũng là chính thức được Tổ quốc gọi tên rồi. Sau khi chúng ta nhận giấy báo trúng tuyển xong thì tới gần Tết đó thì có sẽ có ban chỉ huy quân sự địa phương và đến tận nhà thăm anh em, động viên, có một món những món quà xuân tặng anh em và có một số tiền tặng anh em nữa đó. Rồi anh em sẽ có một cách ăn Tết với gia đình xong, ăn Tết với gia đình xong ra Tết, sau khi ăn Tết xong á, tầm nửa tháng á, thì chúng ta sẽ lên đường nhập ngũ. Mà lên đường nhập ngũ trước ngày nhập ngũ khoảng 1-2 ngày thì anh em sẽ được phát quân tư trang. Quân tư trang gồm một bộ đồ, một dây nịt, một đôi giày, một cái ba lô, và anh em phải chuẩn bị thêm những vật dụng thiết yếu khác để anh em lên lên nhập ngũ nha. Còn một số đồ như đồ rằn ri hay là một số vật dụng khác thì anh em vào quân ngũ thì anh em được nhận thêm, ví dụ như là chăn, ga, gối nệm là nội vụ anh em, nội vụ là để gấp đó, là sẽ có các anh tiểu đội trưởng đi đi năm trước rồi và bố trí cho anh em ở trong quân đội, và sau khi anh em vào đó thì anh em sẽ nhận. Còn bên ngoài thì anh em chỉ được nhận đồ và nhận nhận một bộ đồ, dây nịt, quần áo và ba lô nón cối thôi, rồi anh em chuẩn bị cái răng, bàn chải rồi các vật dụng thiết yếu rồi đó. Rồi anh em lên đường tuyệt đối là không mang điện thoại nhìn theo nha anh em đó, chỉ vậy thôi. Qua quá trình nhập ngũ chỉ vậy thôi. Còn nếu anh em nào đã trúng tuyển xong thì cố gắng học những cách gấp nội vụ hay là học trước 10 lời thề, 12 điều kỷ luật đi, rồi để vào 3 tháng tân binh thì đỡ đỡ vã hơn đó, ý là vậy đó. Sau khi trúng tuyển thì chỉ có vậy thôi, quá trình khám thì tới quá trình trúng tuyển thì chỉ như vậy thôi nha anh em. Chúng anh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.